Hôm nay thì Tùng xin giới thiệu với cả nhà một bộ quần áo riêng bảo hộ điện lực. Đồ áo riêng bảo hộ điện lực của bên Tùng khác gì so với đồ áo riêng bảo hộ điện thoại? Cái đầu tiên Tùng xin chia sẻ với cả nhà mình là cái túi áo của mình là dán có nhiều đơn vị khác thì người ta dùng cái cúc cài như này. Cái cúc cài của nó thì nhược điểm của nó là một thời gian thì giờ bị đứt, và cái nhát của mình Tùng thì đường may rất là kỹ luôn cả nhà. Những dáng là dáng rất là dày, rất là chặt luôn. Và cái túi của Linh Tùng là may bằng cái túi trụ rất là rộng, sâu. Một mình có thể bỏ được cái điện thoại của cả nhà. Và bên tay áo này á, thì Linh Tùng có may một cái miếng vải nó đẹp tay. Để mình làm việc á, mình không bị, khi mà mình làm việc mình va chạm, mình không bị trời. Và vải của Linh Tùng là cái vải riêng chuẩn Việt Hồng của Tâm Trân, okay. Các vải dày dạng, mèo thì đẹp nhưng mà rất là mềm cả nhà. Ở bên ngoài truyền thống thì có rất nhiều loại vải mình được giống như mình dùng, nhưng mà mình giặt thì ra mèo rất là nhiều và thời gian thì nó dễ bị mục cả nhà. Còn vải của Tùng thì khách hàng đánh giá rất là tốt luôn cả nhà. Về phần túi áo thì phần quần á thì bên Tùng là có túi ngang, túi hông và túi hộp và hai túi sau lưng nữa cả nhà. Và ở bên này bên Tùng có may là cái đệm trong. Và ở dưới này thì mình có may cái cúc cài để là anh em khi mà mình làm việc trên cao á, mình cài lại cho nó gọn gàng, dễ thao tác khi làm việc cả nhà. Bên Tùng đây là một cái loại nó có bộ điện lực rất là tốt luôn, được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, hàng chính hãng và bảo hành cho khách hàng là một năm sử dụng, không bao giờ mà mình rơi rớt nó mở được cả nhà.